Em Đại Thanh gửi lời chào tới toàn thể các bác nhé. Trong clip ngày hôm nay em có lên cho anh em về một bộ cực kỳ là khủng khiếp luôn. Anh em trước mặt anh em đây là một bộ Agasao gồm hai quả súp bát 50 kép, hai quả kép 50 này và hai đôi bát 30. Cái dòng này nó là cái dòng một bát 30, một tép, nhưng lại tép này lại thiết kế là hai cái gọi là hai cái phễu phóng. Cái dòng này thì ưu điểm là đánh rất mạnh và xa. Công lực của một quả này phải nói với các bác luôn là cực kỳ khỏe luôn. Đây, anh em nhìn này. Một quả này của nó là 450W này. Hơi mở chút anh em đợi chút em lấy nét nha. Đây này, các bác nhìn thấy chưa? Đây này. Một quả nó cực kỳ khỏe luôn, 450W. Anh em phải có những con đẩy khoảng 800 đến 1000W đánh mới nổi con này nhá. Đấy. Rất là chất, nguyên bụi bã. Bát 30 siêu gấu, con này mà mới thì rất đắt tiền luôn. Em đẩy cho anh cái này, nhìn đẩy cái này lui vào đây thì đấy. Nguyên bụi bại thì bao đắt luôn. Nguyên là kiểu là hàng mới thì nó rất là đắt, nhưng mà cái hàng con này hàng bãi thì giá lại bao rẻ cho anh em. Ở đôi này thì chia sẻ với các bác là em đang bán là 9.500.000 một đôi, thì em có hai đôi thì đang ghép với lại một bộ là gồm hai quả sắp bát 50 này. Đấy, còn em có sử dụng một con đẩy, con này mới về cửa hàng chuyên đánh sự kiện này. Một con đẩy của DE có mã là DX, sao con này nó cứ mờ mờ nhỉ? Nó có mã là DX 1500, quy ra là 4 kênh, mỗi một kênh là 1500W và sử dụng mạch Class D. Màn hình cảm ứng hiện màn hình hiển thị nha các bác nhé, không phải cảm ứng, không ấn được. Màn hình hiển thị cho 4 kênh, nhiệt độ cho từng vế. Đấy, rất là chi tiết. Và con này thì em đã có cái quá trình test chất âm, đánh rất là căng. Còn đấy là trong nhà, còn ngoài trời thì em chưa thử. Đấy, nhưng mà đánh trong nhà thì cực kỳ căng luôn. Đấy, súp kép căng đét luôn, 1500W một kênh mà đánh được súp kép luôn. Và con này thì lại mạch Class D rất là nhẹ nhàng. Giá con này thì chỉ hơn 10 triệu tí xíu thôi. Rất là chật mà lại rẻ, không hiểu sao nó lại vừa rẻ vừa ngon như thế. Đấy. Trong bộ này thì em có dùng một con răng số và một bộ mic sự kiện của DE. Cái bộ mic này thì hàng em đã dùng qua rồi. Hàng này thì nói luôn với anh em nó là hàng qua sử dụng và còn cơ bản khá là mới. Đấy, thì cái bộ sự kiện anh em nào mà sự kiện thích cái mic này thì em bán rẻ cho nó ngon này. Mic này là bình thường là 7 triệu mấy 8 triệu này. Đấy, nhưng mà em bán chỉ tầm chưa đến 5 triệu đâu. Đấy, anh em nào có nhu cầu thì chốt con mic này là làm sự kiện là ngon này. Đấy, còn sau cái đoạn clip này thì em Thanh sẽ test chất âm nhạc và mic để gửi tới anh em để anh em cảm nhận cái độ uy lực của cái bộ Agasao này. Đối với đôi loa Agasao này thì anh em mà dùng gia đình thì chấm hết, một đôi chấm hết cho không gian 35-40m² luôn. Đấy, rất là mạnh, nếu mà anh em có thêm những con sắp vào bổ sung thì tuyệt vời luôn. Loa thiết kế rồi hầm hố đại bác luôn. Nhà bác nào bé không chơi nổi nhá, nhà bác nào to mới chơi được nha, con loa Agasao này. Rồi, clip này em sẽ làm tạm thời để giới thiệu tổng quát thôi. Hẹn gặp lại anh em ở clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bạn.